Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nè. Hôm nay An giới thiệu tới cả nhà một sản phẩm giảm cân mạnh nha cả nhà nha. Giảm cân mạnh nha. Đây là sản phẩm giảm cân Đông Y Mộc Linh. Sản phẩm của X3 nấm linh chi nha mọi người nha. Hàng có sẵn ở shop cho nên mọi người đến shop mua một sản phẩm vẫn được giá sỉ nha mọi người. Khi mua một hộp giảm cân á, mọi người sẽ được tặng kèm một hộp đời tóc uống vào ban đêm, uống thải độc đốt mỏi vào ban đêm nha mọi người nha. Chị em nào mà dùng giảm cân hoài không giảm á, thì mình nên chọn X3 nha. Vì X3 là nó mạnh, nó sẽ giúp chị em mình nhanh giảm cân hơn. Tùy theo mọi người. Mọi người có những người giảm á, là từ 2kg đến 3kg. Và có những chị em giảm á, là từ 4-5kg. Nó sẽ giảm nhưng mà mỗi cái cơ địa nó sẽ giảm khác nhau nha mọi người. Nói chung là giảm hàng thì bao chính hãng, cho nên mọi người yên tâm mà sử dụng nha. Công dụng của giảm cân X3 là đốt cháy mỏi gấp 3 lần dành cho những chị em mà khó giảm. Những chị em mà dùng giảm cân không giảm mà nó đốt cháy mỏi gấp 3 lần nha mọi người nha. Hàng có sẵn ở shop nha mọi người. Mọi người đến shop mua một sản phẩm vẫn được giá sỉ, hàng bao chính hãng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.